Xin chào cả nhà. Mình tới đằng đây rước thằng con trai với nhỏ con gái nó đi bơi xe buýt trở về nè ông bà cô chú ơi. Đó, mới vừa tới luôn nè. Chào ông bà cô chú ơi. Em chào chú. Trời ơi, em dắt nữa nè. Em dắt chào ông bà cô chú coi. Chào ông bà cô chú. Trời ơi, đây nè cả nhà. Đây là cái trạm xe buýt đang quay cho ông bà cô chú xem. Đây cả nhà. À, trạm xe buýt nó ngay cái chỗ nó đậu ngay cái chỗ Y Cà này nè, ngay cái chỗ này nè cả nhà. À, từ chỗ nhà mình ngay cái dốc ở đằng đó quẹo lên cái là tới chỗ này thôi, là xe buýt nó ở đây thôi. Ở đó tụ tập ở đây rồi xong rồi là mình đưa tới đây rồi xong rồi là lên xe là xe buýt chở đi bơi. Xong rồi 9 giờ đúng 9 giờ tới 3 giờ. 3 giờ là nó sẽ chở về chỗ đó. Cái xong rồi ha, mấy nhỏ xuống xe thôi. Ở đây là cái khu gần chỗ nhà mình nè chỗ nha. Cái chỗ ở đây đội bộ đi tuốt trên đó là trường học của Jessica với John ở trong đó đó cả nhà. Đó là đội bộ đi lên này trường học đó. Mình với chồng mình để dục gác rồi xong rồi chở hai đứa nhỏ luôn nè, canh nó về chở nó nè. Sao đi bơi vui không? Chồng bà chú ơi. Mẹ ơi, giờ nó muốn đi mua McFlurry. Mua gì? McFlurry kèm ở McDonald's. Vậy hả? Ôi. Rồi sao? Đi bơi rồi ha, có đói bụng không? Đem đồ ăn một cái mắc ca thôi. Ăn một cái mắc ca thôi hả? Rồi uống nước hết luôn không? Có uống nước nhiều không? Dạ uống hết có không? Rồi tắm giờ đổ. Tắm từ hồi đi. Mẹ ơi, mình không được tắm. Từ hồi đi tới giờ luôn hả? Không. Rồi không có tắm nước trở lại hả? Không được. Sao vậy? Nữa hồi về nhà hai đứa đi tắm. Không, biết vô. Tắm rồi nước cho tắm cái nước kia hả? Nó thức tẩy không á, nó ngứa người á. Về nhà mình phải tắm đợi nước lạnh của mình nữa. Có lớp bố. Ờ về ha, má mà ha chở đi mua cái hamburger cho ăn. Không. Ăn mì. Đồ ăn mì. Ôi ô nó đồ ăn mì. Ăn đồ bây giờ ăn mì. Dù hả? Ăn mì. Không ăn mì hả? Ừ. Về cho hai đứa nấu mì ăn. Rồi đi tắm vui không? Nhiều người không? Nhiều người. Rồi ha, có thầy giáo cô giáo nhiều không? Nói cho ông bà cô chú nghe kìa, có cô hay bà gì nói ha đi như vậy có nguy hiểm không? Không có cha mẹ đi theo có nguy hiểm không? Cả nhà ơi. Có cô nói đi như vậy cha mẹ không đi theo sợ nguy hiểm này cái nọ. Ở đây rất là an ninh luôn cả nhà người ha. Có một cái an ninh rồi một cái nữa là nhà nước rất là có trách nhiệm. Tại vì xe buýt này á là ở tỉnh ngay cái tỉnh của họ ở nó hè nào nó cũng tổ chức 2 tháng cả nhà, là nguyên cái hồ bơi đó nguyên cái chỗ bơi đó là nó dành cho học sinh thôi, dành cho trường cho học sinh để đưa rước học sinh tới chỗ đó bơi thôi. Trong vòng 2 tháng đó là nó không cho bán vé cho người ngoài vô cả nhà, là dành cho học sinh lễ xe buýt đưa rước học sinh lội bơi từ 9 giờ tới 3 giờ ngày nào cũng vậy hết trơn cả nhà, trong vòng 2 tháng. Cho nên ha rất là yên tâm. Cho nên ha sáng nào xe buýt, hồi sáng là chồng mình chở mấy đứa nhỏ nó tới á, nó là xe buýt đi tới 5 chiếc rồi chở tới 5 chiếc rồi tập trung lại tới 5 chiếc rồi đầy đủ xong rồi chở đi. Là ha mình chở tới là ha người ta điểm danh tên gì xong rồi lên xe. Xong rồi chở tới chỗ đó Jessica nói hả cỡ 10 người thầy giáo cô giáo thầy giáo tới 10 người luôn á. Ở trong đó là ha giống như là cái chỗ bơi đó bây giờ nó dành cho 2 tháng hè này nó dành cho học sinh thôi. Cho nên nó không có bán vé cho người ngoài vô bơi đâu cả nhà. Cho nên rất là yên tâm. Ở trong đó người ta coi ngó rất là kỹ luôn cả nhà. Xong rồi tới giờ chạy chở tới xong rồi thầy giáo cô giáo người ta coi ngó hết, người ta hướng dẫn hết đó cả nhà. Rồi ha, tới giờ là lúng 3 giờ luôn, đài xe buýt nó về tới đây là mình chỉ có đợi rước con mình về thôi. Mà ha, chỗ xe buýt, chỗ nhà mình tới chỗ xe buýt này, chỗ mình lên cái dốc chút xíu là tới cái chỗ xe buýt này cả nhà, rất là gần luôn, không có ở xa. Cho nên ha, mấy đứa nhỏ, nhiều lúc nó thích, nó ngày nào nó cũng đi không bà cô chú ơi, chứ không phải hồi đầu hó cũng sợ, hó nói hả nó đi vậy mà không có người lớn không có cha mẹ đi theo không biết có sao không. Cái chồng mình nói hả có sao đâu, ở đây hả năm nào cũng tổ chức ở đây cô giáo thầy giáo nó coi rất là kỹ, mà ở đây rất là kỹ luôn cả nhà, con nít là hả nó rất là quan tâm luôn. Lên xe nó kiểm tra điểm danh hết rồi xong mà nó chở tới chỗ là hả trong cái khu đó đó là chắc có chỗ nhiều chỗ bơi đó là thầy giáo cô giáo đã chờ sẵn là hả cả 10 người hay mười mấy người luôn hả quan sát hết
xong rồi á coi mình bơi là mình phải mang áo giống vậy. Ờ, mang áo tại nó còn nhỏ đó cả nhà, cho nên mang áo phao này kia nọ rất là kỹ, rất là cẩn thận. Rồi ha, trong vòng 2 tháng này cái khu bơi đó là không có bán vé cho người khác vô cả nhà, chỉ có nhận mấy nhận trong vòng 2 tháng đưa rước học sinh đi bơi gì đó thôi cả nhà. Bây giờ rước hai nó nhỏ xong rồi, bây giờ mình chở nó về. Rồi sáng đi là ở nhà có cho đồ ăn sáng, rồi ăn sáng xào đồ ăn sáng xong rồi đem bánh mì đi theo, rồi đem nước đi theo đi vô trong đó. Rồi tới giờ lát rồi cô giáo nói ai đem đồ theo bắt đầu đem ra ăn, rồi xong rồi bơi lã luôn. Rồi xong rồi bây giờ về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Nó đòi ăn mì không, mà cô chú hay mua hamburger, nó không chịu, nó đòi ăn mì rồi. Mà đi bơi vui không? Bơi Vinh bơi lã luôn, anh Vinh bơi được chưa? Em bơi. Hả? Vinh em đứng ở đó được không? Được bơi nó nhiều. À, Vinh đứng ở trên cạn hả? Không, được bơi nhiều á. Được bơi nhiều luôn hả? Trời ơi, rồi có bạn không? Có người nào quen không? Có bạn nào quen không? Hả? Có bạn nào quen không? Quen đâu? Có bạn của con không? Có người bạn nào học chung với con không? Được, có hả? Có luôn hả? Chị hai lâu lắm mà chị hai không bơi, bây giờ chị hai bơi trở lại, chị hai bơi được không? Còn nó rất là thấp. Còn nhớ không? Còn nhớ cách bơi không? Có. Mà nó rất là thấp. Ờ, rất là cạn hả? Chứ không, nó không có cho đi xuống chỗ sâu đâu đúng không? Bây giờ đi chợ dạo xíu rồi xong đi về. Ôi, mình đi chợ mình mua được trái dưa hấu không bà cô chú ơi? Dưa hấu bữa nay nó hạ giá nè, nó bán còn 12 đồng một ký nè cả nhà. Một trái này mười mấy ký. Rồi dưa hấu này ha, người di dân bán rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó trái nào trái đấy nó bự quá, mình sợ ăn không hết trẻ nha. Nhưng mà ha, bữa nay ha thấy nó cũng rẻ nè, 12 đồng. Năm nay nó 12 đồng ha, mình mua thử một trái coi nó ra làm sao. Trái này mười mấy ký cả nhà. Mẹ sợ mình. Ê, đi vô. Ủa, gọi dắt ở Vinh đẩy cái xe lên. Xuống đẩy xe lên, đẩy lên. Bây giờ về ha, ghé. Ăn được không? Muốn kèm cái này là cái đó là gì? Frappe caramel, cái này là của mẹ. Rồi sau này cái này là dime, also McFlurry dime của con. Cái này là McFlurry cookies and cream của Jan. Rồi sau này có khoai tây. Mẹ Lục ăn chưa? Bánh khoai tây. Trời, về tới nhà ăn cũng như nha. Wait, we need to tell them first or send you your day my fear. Ăn cái kia trước, ăn phô mai trước đây, cái kia nó về tới nhà. Ăn cái này chấm. Hả? Chấm hả? Yeah. Ta mẹ đây của mẹ. Nãy nó có. Em dắt ngồi trước không có được ăn nè. Em dắt ngủ hay gì vậy? Em dắt không ngủ, em dắt dòm kìa ông bà chú. Tới buổi chiều nữa cả nhà, chiều nay mình sẽ nấu một món canh. Đây là xương mình đã luộc rửa muối đợi cả nhà. Mình để nấu xương dưa đeo, nấu canh dưa đeo cả nhà. Nhà mình nhất là mấy John với chị hai rất là thích ăn ăn dưa đeo nấu canh luôn. Dưa đeo nấu canh như vậy nó rất là dễ ăn rồi mà nó mát nữa cả nhà. Mà canh dưa đeo hình như mấy đứa nhỏ đứa nào cũng khoái đó. Nhà mình mấy cái nhỏ này nó khoái ăn canh dưa đeo mà dồn thịt đó cả nhà, hầm giống như khổ qua vậy, nó khoái đó. Đó, bây giờ nước nó sôi cả nhà, mình bỏ thịt vô hầm cho nó, thịt vô mình hầm cho nó mềm xong rồi mình cho nó sôi lên, mình vớt bọt, mình nêm nếm. Xong rồi phía bên đây thì mình giò heo mình đem đi khìa cả nhà. Bữa mình mua nhà heo rất là ngon, mình lựa mấy cái cục hơi nạc cả nhà, mình đem đi khìa nè. Tới cử con chiều nữa ông bà chú ơi, cho nên ha mình phải chuẩn bị làm đồ ăn sẵn. Mấy đứa con nó đi bơi về xong rồi ha ghé mua hamburger gì cho nó ăn xong rồi bây giờ chiều đã mấy cha con đi đá banh nữa rồi. Jessica với John đi đá banh tới 6-7 giờ, tới 7 giờ là về tới cả nhà. Giờ này 6 giờ mấy mình chuẩn bị, mình làm đồ ăn sẵn rồi xong rồi ha. Mấy cha con về là bắt đầu mình dọn ăn thôi. Chiều nay là canh dưa leo với giò heo đem đi khìa vậy thôi cả nhà. Đó, món ăn lớn dạ. Dắt chào bà cô chú. Chuẩn bị ăn cơm cả nhà ơi. Trời dắt ngồi rồi nha. Trời ơi, đói thì đói rồi ông bà chú ơi, con muốn đòi vậy. Ai cũng đói rồi. Ai cũng đói rồi. Hãy subscribe.
Rồi chuẩn bị ra ăn bữa trưa. Xin chào ông bà chú. Xin chào bác chưa. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với nhà mình nha. Mời em bà chú ăn nha. Mời em bà chú ăn với con nha. Anh kastar den. Vad är det? Han kastar på mig. Han kastar gurka på mig. Tänk vad fan är det som kommer på mig? Ge, 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 mamma kör nu, mamma kör nu. Ge, 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 ge. Han börjar kasta hårt på mig. Ge till con bà đó. Ủa, rớt cái đũa của mẹ, cái đũa của mẹ lên. Về đẹp. Nè, cho cục xương cạp đó. Baba, you hold it so that then ram lên. Mình cái nhà nha. Đây là hả? Mình thịt ngon á. Det är den här såsen. Men slå inte på. Nu var det väntligen, jag kan inte hjälpa. Thịt chiên ngon quá cả nhà. Ốc ngậm qua tới giọt, nó thấm gia vị ngon nha. Nước cả này do anh chấm, chấm vô cái nước này nó ngon lắm, nước thịt đó. Vô đi với tụi con. Nói chị hai mẹ ăn điện á. Mẹ ăn chưa nha. Ngon dữ lắm á, nói xỉu. Đi ăn vô cái này mấy điện. Một điểm. Det är en chili här i. Det hamnar där. Nu har du cái này 8 điểm. Mẹ đưa mấy điểm? 10 điểm. Mẹ ăn cho 10 điểm thôi. Mẹ ăn cho 1 điểm thôi. 1 điểm ăn ít thôi, đừng có ăn nhiều. Vậy đừng có ăn thịt nữa. Mẹ ăn cơm thôi. Mẹ ăn cơm. Dân lên ăn thịt hả? Cái nước thịt chấm như đeo ngon quá cả nhà. Chấm cải chua nữa nè. Cái này gưa cả đó. Như đeo mẹ nấu canh nó ngon. Rất là ngon cả nhà ơi. Nếu chị ca lấy cái đũa này hả, khó gấp đồ muốn chết luôn á. Ăn sẽ có nhiều không? Mình thích ăn cái đũa cây à. Mấy cái đũa này hả, kiểu 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 khó gấp quá cả nhà. Mày giỏi giỏi. Cái cây nó nhau hoài. Okay, this is how what is the right is. This is one. This is the right is minus one. Cái thịt rất là ngon. And then this is 0, 0, 0. Rồi ha, mình mua ha, mình ốp lên miếng kìa ha. Miếng nào nó hơi nặng nặng á. Cái đùi trước á mình kìa rất là ngon. Này bơ đà đà ha. Mở cái này. Hay là đặt tốt rồi. Dạ. Vì lẽ. Mình phải vừa là bơ vừa là bơ vừa là. Ramen. À giờ mình khoái rồi. Dạ. Ăn ramen. Giờ nó nói gì nó có. Đã phân nó xuống nè. Nó thích là nãy giờ nó ăn hoài luôn. Muốn nghe sao vậy sao phải làm. Hàm bị lạ từ vòng. Nghe hơi hơi. Mà sao? Thích cái nào? Mà sao vậy? Hàm nâng tới này 1 điểm. 1 điểm là 10 điểm á. Nó ăn hoài luôn á. 2 điểm mỗi ngày thôi. 2 điểm thôi. Cái nào? Chị nói điểm mà nhỏ nhỏ. Chị ăn cái gì? Chị ăn cái gì? Mẹ có cho ăn mì. Mẹ bật chưa? Mẹ cho ăn mì mà mẹ nó xào trong giòn. Cái nào? Giờ nó nói điểm nhỏ nhỏ. Tại do nó mẹ không có cho ăn mì á. Mẹ nói cho ăn mì mà mẹ tưởng. Sao chưa? Mà mình sao giờ này mình muốn ăn mì á mà mẹ không cho. Bởi vì do nó. Mình chưa nó bơ về. Nó nói nó ăn mì. Vẫn là nó về nó muốn ăn mì cho nó ăn mì. Về không chịu ăn mì đi ghé mua kem mua khoai tây này cái nọ rồi. Chiều mình làm đồ ăn rồi nó nói ăn mì nó không cho ăn mì ngày mai sáng mới ăn. Mà nó nèm nãy giờ luôn á. Nếu mình nói giờ này. Ôi giời. Ăn nhẹ vô. Ăn nhẹ nhiều. Ăn hết cơm. Dưới nọ
màu này hết anh lo. Anh này mà xem nó lo gió chị giao ăn xong. Ừ, anh cho cậu nhiều lắm. Anh cho đeo nhiều lắm, anh cho ra mạng nấu nữa. Thịt chấm với cải chua rất là ngon. Đúng rồi. Đi nè mẹ chấm vô cái này nó ngon. Con gùi bay qua mà. Cho nên phút một nó thôi hiền lắm. Có cái có một bạn trong kênh comment á, bạn đó là em gái hả, cũng gì hỏi mình á làm sao mà đi qua thì điển định cư được á cả nhà. Thì điển á đi qua định cư á chỉ có một là ha, kết hôn, hai là đi lao động á cả nhà. Đi lao động mà ha, nếu mà người trong nhà mà làm nhà hàng á này cái nọ đó, có công ty á lãnh qua mà ha, phải đóng thuế cao nha cả nhà. Mà đóng thuế cao thì cao, hay là phải làm cái chỗ aso phải là mình sẽ được ở luôn, mình hai năm xong rồi mình gia hạn thêm 2 năm nữa, rồi gần tới 2 năm bắt đầu mình xin ở đây luôn. Bắt đầu nó chấp nhận thì nó sẽ thông báo cho mình, nó cấp cái giấy cho mình được ở vĩnh viễn, rồi xong từ từ mới làm quốc tịch cả nhà. Nhưng mà ha, nếu mà người nào muốn đi á thì điển anh đục nó làm sao là nó để lên trên mạng hết cả nhà, làm y chang như vậy là không có sai đi đâu hết. Nó thì điển nó làm rất là đúng cái đục của nó, cho nên mình ha làm sai đục của nó chút xíu nó cũng không cho đâu cả nhà. Phải làm đúng y chang như cái đục của nó, cho nên nó đục để nó làm sao là nó muốn rỗi đục mới hay làm sao, hay là ra làm sao là nó sẽ đăng lên mạng hết cả nhà, nó công khai hết. Cho nên nếu mà mình muốn đi mình tìm hiểu trên mạng, mình coi đục của thị điển nó ra làm sao. Nhưng mà nếu mà đi dạng lao động cả nhà phải lưu ý là tốt nhất là người trong nhà của mình lãnh đi, hay là người trong nhà mình làm nhà hàng ha. Thì người trong nhà thì mình nhiều lúc mình tin tưởng được, đóng thế cao thì mình mới được ở nha cả nhà. Nếu mà ha người môi giới mà ha người ta nhận tiền á, mình lãnh mình đi á, nếu mà không tin tưởng quá thì mình phải chú ý. Tại vì ha, đóng thuế mà không có đúng mà chịch có 5 đồng hay 10 đồng đi chăng nữa là nó sẽ bác bỏ tiền đó cả nhà. Cho nên luật thị điển nó rất là hay. Nó có cái nó dễ cho mà nó phải đúng cái luật của nó, cho nó sai chút xíu là cũng không được cả nhà. Nó đi hai cái đường đó cả nhà. Vâng, 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 vâng. Còn ở đây nó không cho lãnh cha mẹ đi ở đi định cư đâu cả nhà. 2 miếng. Chỉ có được đi du lịch thôi chứ không được đi định cư. 4 miếng. Ở đây có cái là nó vậy. Nó rất là khó làm. Hồi xưa thì giấy tờ nó rất là dễ cả nhà, bây giờ rất là khó. Hồi xưa giống như kiểu mà ha, mình không có công an Việt Nam á, mà nhà nước đang nuôi mình á, rồi nhà nước nó mướn nhà này kia nọ, mình gửi địa chỉ của mình á ở nhà người ta mình cũng lãnh được nữa. Mình không có việc làm này kia nọ mình cũng lãnh được nữa. Nhưng mà bây giờ lãnh á, mình phải đứng tên, mình phải đứng nhà, mình có cái mình nhà thuê chứ không phải cần nhà mướn đâu, không cần phải nhà mua đâu cả nhà. Mình phải đứng tên một cái nhà. Rồi xong mình phải có giống như là có công an việc làm. Rồi công an việc làm mình có đủ nuôi cái người mà mình muốn lãnh không, là ha mình nó sẽ coi, nó sẽ coi hết á cả nhà. Mình đủ hết thì nó rất là dễ luôn, làm đúng cái luật của nó là nó cho đi điện à. Nhưng mà chủ yếu phải đúng, chứ bây giờ rất là khó cái nhà. Hồi xưa lao động đi rất là dễ, bây giờ nó bắt đóng thuế cao. Rồi nhiều lúc hả, bây giờ ha, muốn thi quốc tịch của nó phải phải bắt biết chữ biết tiếng của nó nữa. Rồi xong rồi hồi đó đi lao động là mình được vợ con đi theo, nhưng mà đóng thuế phải cao cả nhà. Mà bây giờ hồi xưa á, trời xíu mẹ đang nói chuyện
Rồi xong rồi mà ha, hồi xưa vợ con đi theo chỉ có ăn theo chồng thôi. Bây giờ vợ con đi theo, vợ phải có ăn, có công ăn việc làm, nuôi bản thân mình nổi thì nó mới chấp nhận cho mình được ở, chứ không phải là mình ăn theo chồng giống hồi xưa nữa các nhà. Mẹ ơi, coi giòn cho nó nói cho nó ăn xong rồi. Nha, coi. Ăn lẹ vô. Mày nói nó phải ăn nó hai cái rồi. Còn chị hai trang canh, trang cái nước đó dữ vậy, nước không có mặn hả? Ôi. Ngon quá cả nhà ơi. Do nó chưa ăn xong. Chưa ăn miếng cơm gì hết. Get up star. Biết rồi. Mình ăn cơm rất ngon. Ủa ba đâu rồi? Ba xong rồi hả? Papa. Không. Mới ăn cơm ngon á. Cái thịt ăn hết luôn cả nhà. Còn ba cục xương. Mẹ ơi, do nó ăn như hấu mà do nó chưa ăn xong. Kệ nó, chứ nó ăn ngon. Bây giờ con chiều mình mua trái dưa hấu bự nhưng mà mình chưa có ăn, cả nhà mình mua trái nhỏ. Ngày mai mình sẽ trả thử cái dưa hấu bự coi. Coi nó có ngon. Ngon lắm. Đây. Mình ăn tới đây thôi. Chào tạm biệt ông bà chú đi con. Ăn con chùm nhiễu nè. Bà chú thân con nhà cái giấc vậy, bà chú đăng ký chia sẻ like cho con nhà cái giấc nha. Cảm ơn bà chú. Trời ơi, mình quay ha. Mình quay bình thường á cả nhà, không có đèn không gì hết, cho nên nhìn mình á nó mùa hè bây giờ nó đen thù lùi luôn. Mong bạn con. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, cả nhà yêu thương gia đình, cả nhà cho một nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà vào đứa sau. Bye bye cả nhà. Bye bye bà chú. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dắt bye bye. Bye bye. Không có tay bye bye ông bà chú ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.